trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay lại dọn kho tiếp cho ra cho anh em một quả âm ly và một cái đầu CD săn xui. Thanh lý cho anh em về chơi Tết nhá. Con âm ly này là của Sony. Nó thiết kế thuộc dòng là đa kênh để có thể xem phim được, nhưng mà nó tập trung chủ yếu vẫn là stereo. Đánh hai kênh stereo cực kỳ hay luôn. Nó thiết kế 10 sò, 8 sò cho hai kênh stereo và 2 sò cho các loa surround đằng sau để anh em xem phim, hỗ trợ xem phim. Nghe nhạc cực kỳ phê luôn. Đây nhá. Như bình thường các âm ly đa kênh ấy thì cái âm bát của nó ra nó yếu, nó nông. Nhưng con này thì khác, có bát bốt cho anh em này. Ấn một phát lên là bát huỳnh 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 luôn. Đặc trưng của bọn Sony này, âm bát rất là phê luôn. Đây, anh em có thể chỉnh bát tép ở đây nữa này. Đấy, tép lên tận 10 cấp luôn. Bát cũng thế. Đây. Đánh cứ huỳnh huỳnh ra. Đây nhá, để em thử mở âm bát cho anh em xem nhá. Âm bát nó sẽ không ghi vào được điện thoại được nhiều đâu, nhưng mà nó đánh vào cặp loa bát 25 phê lòi luôn. Em chỉ nhích nhẹ thôi nhá. Đây, bát bot này, tăng bát lên rồi. Một đời lênh đênh trắng tay yêu em bao năm lại cưới. Đấy, bát lên cực kỳ phiêu luôn anh em ạ. Quay qua điện thoại nó không ghi âm bát đâu, nhưng anh em nhìn vào cái lực đẩy của cái loa nó nhún như thế là anh em hiểu đấy. Bát rất là phê luôn. Anh em về nghe nhạc nhá, chỉnh được bát tép đầy đủ, anh em có thể ghép vang vào để hát karaoke. Vì con này khá là khỏe, 195W liền. Anh em ghép vang mà hát karaoke mầm nhá. Đây. Nó thiết kế chạy 4 loa stereo. Đây nhá, AB, A cộng B này. A hoặc B, đây cộng A này. Đấy, bên này là cầu B, đây là cầu A cộng B. Là chạy được cả 4 loa một lúc. Đây, audio function này là cái đường tín hiệu vào này. Con này có cái FM luôn. Đây, các đường tín hiệu vào nhạc nhá. Đấy. Đây, nó còn nhiều chế độ nhạc khác nữa cơ. Đấy. Màn hình nét đẹp. 195W. Đấy, em thanh lý cho anh em chơi Tết con này. Chỉ 2.300.000 thôi, rất là nặng nhá. Còn cái đầu CD này, săn xui. Mắt nó kém, cho đĩa vào nó giật giật vấp vấp. Mặt nó phay nhôm anh em nhá, phay nhôm bằng chanh. Tặng anh em, vì anh em bày cho đẹp nhá. Đấy, anh em không lấy thì em vẫn để lúc nào cần thì vẫn lấy núm, lấy nút và lấy dây dọ đằng sau dinh nguồn ấy. Còn anh em lấy em tặng luôn cho anh em. Tặng về anh em bày cho nó nhìn nó hầm hố cho đẹp nhá. Đây để em mở. Khá là nặng. Từ từ anh em đợi chút, em phải dùng hai tay. Một tay không bê được. CD của nó đây, dây nguồn đầy đủ nhá, nguồn xịn luôn, dây nguồn xịn của nó luôn đấy.
nguyên bản, hàng bãi về nguyên bản hết. Đây các đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra này, đường cổng quang ra này có đầy đủ nhá. Anh em nào biết sửa nghịch ngợm thì về tận dụng. Đây, còn đây là âm ly Sony. Quả âm ly Sony này nặng lắm. Đây. Trên này là 4 xo riêng. Đấy, anh em nhìn nhá, 4 xo. Bên dưới kia 4 xo nữa là 8 à bên dưới kia 6 xo nữa. Đấy, bên dưới cầu cơ. Đấy, anh em nhìn không? Anh em nhìn vào cái lỗ này này, đấy là thấy xo. Đấy. Tổng là 6 xo ở mặt dưới, mặt trên này là 4 xo nhá. Đây, chuẩn xo san ken của nó luôn. Chuẩn san ken. San ken to đấy nhá. Đây anh em nhìn chữ SK đấy, ký hiệu của chữ SK này, SK là san ken nhá. 4 san ken. Tổng là 10 san ken. Đấy, nguồn, nguồn chứ hẳn nguồn Bando luôn. Bando nguồn xịn luôn nhá. Nên là rất là nặng. Bị nặng lắm. Mạch ký máy luôn. Hàng Nhật là thế, nó không đơn giản và sơ sài như mấy cái hàng Việt Nam hay là hàng Tàu. Mạch ký máy và nặng trịch luôn. Đây, em quay phía sau cho anh em này. Hàng xin đét đẹp, đẹp nhá. Không có thay thế bất kỳ một cái gì, không có sửa chữa. Con này dây nguồn đầy đủ nhá, dây nguồn xịn của nó luôn. Đây, thông số đây anh em. Đấy, 195W 100V nhá. Hàng Nhật điện 100V. Đấy, lắp ráp tại Malaysia. Đấy, cắm điện thoại vào đây. Đấy, cắm điện thoại vào đây nhá. Đây, hệ thống loa của nó đây. Trên này là cầu, đây là cầu A. Loa trái, loa phải của cầu A. Bên dưới, loa trái, loa phải của cầu B. Đấy, còn đây là loa Kenter và Surround để hỗ trợ xem phim. Nói chung nghe nhạc thôi. Xem phim Mac thì của khỉ này. Em không thích xem phim này, em không hay thử mấy tiếng xem phim của bọn này đâu. Em chỉ nghe nhạc thôi. Con nào nghe nhạc hay là em thích. Con này nghe nhạc rất hay, đánh bạo lực. Khỏe. Anh em mua hàng thì liên hệ với em tôi số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Loa Bãi. Thì chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Làm chết. Chào anh em nhé.